Thì xin chào cả nhà. Hôm nay chúng ta thức dậy với 200% năng lượng nha. Và chúc cả nhà sẽ hoàn thành được những mục tiêu hôm nay mình định ra nha. Và trước đó thì nhớ là bổ sung năng lượng cho mình, bổ sung dinh dưỡng cho mình. Đó, đây là cái khẩu phần dinh dưỡng mỗi ngày của Thủy. Thì và Thủy là thức dậy từ 4 giờ rưỡi sáng và uống một ly chất xơ rebiotic để thanh lọc và vệ sinh đường ruột rồi. Và bây giờ là một cái nguồn cho dinh dưỡng gồm chất đạm, chất xơ, chất đầy đủ chất ở trong đây. Và nó rất là tinh sạch để bổ sung liền cho mình. 5 phút sau là thấy khỏe khoắn liền. Thì đã uống phần nữa rồi, bây giờ tiếp tục nè. Mời cả nhà. Rồi, bây giờ là Thủy vẫn tiếp với cái cuốn sách là Kỹ năng đi trước đam mê. Và bữa trước là mình đã dừng ở lại ở cái chương số 4, còn một cái chương có tên là Sự rõ ràng của một người thợ. Trong cái phần quy tắc số 2, hãy trở nên giỏi đến mức họ không thể phớt lờ bạn. Và tổng kết ở trong cái chương này thì cả nhà đã thấy được cái đã được nêu bật về cái tư duy người thợ. Và tiếp nhận tư duy người thợ lành nghề trước thì sau đó niềm đam mê sẽ đến. Đó là cái câu cuối cùng mà tác giả đã viết. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục qua cái chương số 5, sức mạnh của vốn liếng sự nghiệp. Và trong chương này tôi sẽ chứng minh tầm quan trọng của tư duy thợ lành nghề bằng cách lập luận rằng đặc điểm của một công việc tuyệt vời là rất hiếm hoi và quý giá. Chính vì thế, nếu bạn muốn có một công việc tuyệt vời, bạn cần phải xây dựng những kỹ năng hiếm hoi và quý giá. Cái gì nó gọi là nồi nào dung nấy á, có nghĩa là cái gì cũng phải phù hợp. Rồi, tôi gọi là vốn liếng sự nghiệp đó nha, kỹ năng hiếm hoi quý giá gọi là vốn liếng sự nghiệp đó. Kinh tế học về những công việc tuyệt vời. Ở chương trước tôi đã đưa ra một đề xuất táo bạo. Nếu bạn muốn yêu công việc mình làm thì hãy từ bỏ tư duy niềm đam mê đi. Thế giới này có thể cho tôi cái gì? Thay vào đó, hãy tiếp nhận tư duy thợ lành nghề, có nghĩa là tôi có thể cho thế giới này cái gì? Cả nhà hãy đừng hỏi tôi, cả nhà hay nghe một cái bài hát là đừng hỏi tổ quốc ta làm gì cho ta, mà hãy hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc hôm nay. Đó, thì cái câu này cũng vậy nha, mình phải cho đi trước nè, tôi có thể cho đi thì được sẽ được nhận lại. Lập luận của tôi về đề xuất này bắt đầu bằng một câu hỏi đơn giản: điều gì tạo nên một công việc tuyệt vời? Và để tìm hiểu câu hỏi này, chúng ta cần đi vào chi tiết hơn. Và trong quy tắc số 1, tôi đã cung cấp rất nhiều ví dụ về những người làm những công việc tuyệt vời và yêu thích công việc họ làm. Vậy nên chúng ta có thể bắt đầu từ đó. Trong số đó, tôi đã giới thiệu Steve Jobs, nhà sáng lập của Apple, người dẫn chương trình radio Ira Glass và bậc thầy sản xuất ván lướt On Merrick. Và với ba ví dụ này, bây giờ tôi có thể tìm hiểu cụ thể điều gì khiến cho sự nghiệp của họ trở nên hấp dẫn đến vậy. Sau đây là câu trả lời mà tôi có được. Những đặc điểm xác định một công việc tuyệt vời. 1. Sự sáng tạo. Ví dụ đối với Ira Glass, đó là vượt qua những giới hạn của phát thanh vô tuyến radio và mang về hàng loạt giải thưởng trong quá trình đó. 2. Sức ảnh hưởng. Từ Apple 2 cho đến iPhone, Steve Jobs đã thay đổi cách chúng ta sống trong thời đại kỹ thuật số này. 3. Sự kiểm soát. Không một ai bảo Al Merrick khi nào thì thức dậy hay mặc đồ gì. Anh ấy không cần phải có mặt trong văn phòng 8 giờ một ngày. Và thay vào đó, nhà máy Channel Island Surfer của anh tọa lạc gần bờ biển Santa Barbara, tại nơi Merrick vẫn thường xuyên dành thời gian lướt sóng. Jack Burton Carpenter, nhà sáng lập Burton Snowbar, nhớ lại những cuộc thương thảo sáp nhập hai công ty được diễn ra khi ông và Merrick chờ đợi một đợt sóng tiếp theo dâng lên. Ba yếu tố cả nhà nhớ chưa? Một công việc tuyệt vời là có sự sáng tạo nè, rồi sức ảnh hưởng nè, rồi sự kiểm soát nè. Danh sách này dĩ nhiên là không đủ, nhưng nếu bạn nghĩ về công việc mơ ước của mình, bạn sẽ nhận ra một vài kết hợp của các đặc điểm trên. Ví dụ, bây giờ, chúng ta có thể tiến tới câu hỏi thực sự quan trọng là làm thế nào để đời sống công việc của ta có được những điểm đặc điểm này? Và một trong những điều đầu tiên mà tôi nhận thấy khi bắt đầu đi tìm câu trả lời cho câu hỏi này chính là những yếu tố này rất hiếm.
Hầu hết các công việc không cho nhân viên quyền sáng tạo, sức ảnh hưởng hay quyền kiểm soát đối với điều họ làm hay cách họ làm. Ví dụ, nếu bạn là một sinh viên mới tốt nghiệp và làm một công việc đơn giản, bạn sẽ nghe thấy câu đi thay bình nước đi, hơn là đi thay đổi thế giới đi. Và theo định nghĩa, chúng ta cũng biết rằng những đặc điểm này là vô cùng quý giá, bởi nó là chìa khóa tạo nên một công việc tuyệt vời. Và bây giờ, chúng ta sẽ tìm hiểu một lĩnh vực đã được nghiên cứu rất nhiều rồi. Thuyết kinh tế học cơ bản nói rằng, nếu muốn một thứ gì đó vừa hiếm vừa quý giá, thì bạn cần phải trao đổi bằng một thứ cũng hiếm cũng quý giá. Đây là nguyên lý cung cầu cơ bản. Cung cầu ha. Như vậy nghĩa là nếu bạn muốn có một công việc tuyệt vời, bạn cần phải có một thứ gì đó có thể để trao đổi. Và dĩ nhiên, nếu điều này đúng, chúng ta sẽ tìm thấy nó trong câu chuyện của ba ví dụ tôi nêu ra. Và chắc chắn bạn sẽ thấy khi đã biết cần phải tìm kiếm điều gì, quá trình để có được một sự nghiệp hấp dẫn đột nhiên trở nên thật sự rõ ràng. Chúng ta hãy xem xét trường hợp của Steve Jobs. Khi Jobs bước vào cửa hàng Bioshop của Pottery, ông đang cầm trong tay một thứ vừa hiếm có vừa giá trị lớn theo đúng nghĩa đen, bản mạch điện tử cho chiếc máy tính Apple I. Một trong những chiếc máy tính cá nhân tiên tiến trên thị trường vào thời đó. Và số tiền kiếm được từ việc bán 100 sản phẩm mang lại cho Jobs nhiều quyền kiểm soát hơn trong sự nghiệp của mình. Nhưng theo luật kinh tế, theo thuật ngữ kinh tế học truyền thống, để đạt được nhiều hơn nữa những đặc điểm có giá trị trong đời sống và công việc, ông cần phải tăng giá trị mà ông mang lại. Chính tại thời điểm này mà con đường sự nghiệp của Jobs bắt đầu thăng tiến. Ông nhận được 250.000 đô la tài trợ từ Macula và làm việc với Steve Jobs để sản xuất ra một thiết kế máy tính mới tốt hơn đến nỗi không ai có thể bỏ qua. Và những kỹ sư khác trong câu lạc bộ máy tính Bay Area Homebrew đã có thể sở hữu kỹ năng chuyên môn ngang ngửa với Jobs, cũng có thể sở hữu kỹ năng chuyên môn ngang ngửa với Jobs và Wozniak. Nhưng Jobs lại là người nhận thức được quá trình đầu tư này và tập trung toàn bộ nguồn lực vào việc tạo ra một sản phẩm hoàn thiện. Kết quả là chiếc máy tính Apple II ra đời, một chiếc máy vượt lên trên các đối thủ của nó. Nó có đồ họa màu, màn hình và bàn phím được tích hợp vào trong thùng máy, và kiến trúc mở ra cho phép mở rộng bộ nhớ và thiết bị ngoại vi, ví dụ như ổ đĩa mềm, mà Apple II là chiếc máy tính đầu tiên giúp phổ biến nó rộng khắp. Đây là sản phẩm khiến công ty được nhiều người biết đến và biến Jobs từ một doanh nhân nhỏ thành một đầu tàu của một công ty có tầm nhìn. Ông tạo ra một thứ có giá trị và đổi lại, sự nghiệp của ông cũng có được sự sáng tạo, tầm ảnh hưởng và quyền kiểm soát. Còn đối với Ira Glass, chỉ được trao cơ hội tạo ra một chương trình theo cách ông ấy muốn, This American Life, cuộc sống người Mỹ. Sau khi đã chứng tỏ bản thân là một trong số những biên tập viên và là người dẫn chương trình radio xuất sắc nhất, Glass khởi nghiệp là một nhân viên thực tập, sau đó ông chuyển sang làm biên tập video cho All Things Considered. Tất cả đã được xem xét. Có rất nhiều người trẻ khởi đầu cùng một con đường như Glass, xin được một chân thực tập ở đài phát thanh trong vùng, sau đó chuyển lên làm một công việc cấp thấp nào đó. Nhưng Glass đã tách mình ra khỏi những người như vậy. Ông tập trung mài dũa kỹ năng của để nó trở nên ngày càng hiếm hoi và quý giá. Mặc dù Glass có một giọng nói chẳng hay ho gì so với giọng mà một phát thanh viên cần có, nhưng ông bắt đầu dành nhiều giải thưởng cho chương trình của mình. Đây có thể là một tài năng thiên bẩm, nhưng ở quy tắc số 1, Glass đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nỗ lực rèn luyện các kỹ năng. Tất cả chúng ta, những người làm công việc sáng tạo, bạn bắt tay vào làm và dường như có một khoảng cách. Những gì bạn làm không được tốt, bạn cố gắng làm tốt, nhưng nó không được như ý, ông giải thích trong cuộc phỏng vấn về sự nghiệp của mình. Bí quyết ở đây là phải buộc bản thân nỗ lực trong công việc, buộc các kỹ năng thể hiện. Đây chính là giai đoạn khó khăn nhất, Glass chia sẻ trong phần Broad Trip Nation của mình. Nói cách khác,
Đây không phải là một câu chuyện về một thiên tài thản nhiên bước vào đài phát thanh sau khi tốt nghiệp đại học và bước ra với một chương trình trong tay. Và càng tìm hiểu về Class, bạn càng bắt gặp một thanh niên đã nỗ lực phát triển kỹ năng của mình cho đến khi nó giá trị, đến nỗi không ai có thể bỏ qua. Phương pháp này rất là hiệu quả. Và sau thành công ở các phân đoạn ngắn trong On Think Considers, Glass tiếp tục giữ vai trò người đồng dẫn chương trình trong loạt chương trình địa phương do đài truyền hình Chicago sản xuất. Việc này càng làm cho những kỹ năng của anh tăng thêm phần giá trị. Và năm 1995, khi giám đốc đài truyền hình tại WB quyết định thành lập một chương trình truyền thanh quốc gia được gọi là This American Life, thì Glass dẫn đầu trong danh sách ứng viên. Và ngày nay, Glass có một sự nghiệp giàu tính sáng tạo và có sức ảnh hưởng và sự kiểm soát. Nhưng khi bạn biết về câu chuyện đời của anh, bạn sẽ thấy nó có màu sắc của thuyết kinh tế học ở đây. Glass đã đổi những kỹ năng giá trị hiếm hoi của mình để có được một công việc tuyệt vời. Và cũng không có gì ngạc nhiên khi ta thấy trường hợp của On Merit cũng là một câu chuyện tương tự. Những kỹ năng hiếm hoi và quý giá giúp Merit tiến đến sự nghiệp của một chuyên gia thiết kế ván lướt chuyên nghiệp là rất rõ ràng. Những chiếc ván của ông giành chiến thắng trong cuộc thi. Và điều quan trọng cần phải để ý ở đây là không phải lúc nào cũng vậy. Merit học cách thiết kế ván lướt sợi thủy tinh từ những năm tháng làm thợ đóng thuyền. Và ông cũng chơi môn thể thao lướt ván tùy hứng, lướt sóng tùy hứng. Và anh đã thể hiện nỗ lực rất nhiều để biến kỹ năng đóng ván của mình trở nên có giá trị. Anh hồi tưởng lại trong một buổi phỏng vấn trên Roadtrip Nation. Khi mới bắt đầu, có rất là nhiều lần tôi sợ mình sẽ thất bại. Rằng cái người mà tôi đang thiết kế ván lướt cho này là một nhà vô địch thế giới và những chiếc ván của anh ta không hoạt động tốt. Nó khiến tôi làm việc cực lực hơn, cố gắng hơn để đạt được cái tôi đang muốn đạt được với chiếc ván lướt sóng. Sở hữu một văn phòng ngay gần bãi biển và được tự do nghỉ giải lao để lướt ván tùy thích nghe thì rất tuyệt vời, nhưng đó không phải là một loại công việc dễ dàng có được. Để có được nó, Merit biết mình cần phải có một kỹ năng hiếm hoi và quý giá để trao đổi. Một khi những tay lướt sóng chuyên nghiệp như Kelly Steller sử dụng ván lướt của anh và giành chiến thắng, anh được tự do định nghĩa đời sống công việc của mình. Và sau đây là những ý chính trong lập luận của tôi. Thuyết vốn liếng sự nghiệp của một công việc tuyệt vời. Những đặc điểm xác định một công việc tuyệt vời là rất hiếm hoi và quý giá. Quy luật cung cầu nói rằng nếu bạn sở hữu những đặc điểm này, bạn cần phải có những kỹ năng quý giá và hiếm hoi để trao đổi. Hãy xem những kỹ năng hiếm hoi và quý giá này như là vốn liếng sự nghiệp của bạn. Và tư duy thợ lành nghề. Với quan niệm rằng bạn cần phải tập trung không ngừng nghỉ với việc trở nên giỏi đến mức không ai có thể phớt lờ bạn, là một chiến lược rất tốt và kiếm được vốn liếng sự nghiệp. Đây là lý do vì sao nó đánh bại tư duy niềm đam mê với mục tiêu của bạn là tạo nên công việc mà bạn yêu thích. Job, Class, Merit đều đi theo tư duy thợ lành nghề, và một số người thậm chí còn sử dụng đúng những từ này để miêu tả họ. Tôi là một người thợ lành nghề, Merit chia sẻ trong một buổi phỏng vấn vào những ngày đầu làm thợ thiết kế ván lướt. Thuyết vốn liếng sự nghiệp nói rằng không có gì là ngẫu nhiên cả. Những đặc điểm xác định một công việc tuyệt vời đòi hỏi bạn phải có một thứ gì đó hiếm hoi và quý giá để trao đổi. Đó chính là những kỹ năng. Và tư duy thợ lành nghề với sự tập trung không ngừng nghỉ vào thành phẩm chính là tư tưởng mà bạn cần phải quán triệt như nếu như mục tiêu của bạn là kiếm được càng nhiều vốn liếng sự nghiệp càng tốt. Chính vì thế, đây là lý do vì sao tôi lại tích cực ủng hộ tư duy thợ lành nghề hơn là tư duy niềm đam mê. Đây không phải là một tranh luận triết lý về sự tồn tại của đam mê hay giá trị của làm việc chăm chỉ. Tôi đang rất thực tế ở đây. Bạn cần phải trở nên tài giỏi để đạt được những thứ tốt đẹp trong đời sống sự nghiệp của mình. Và tư duy thợ lành nghề tập trung vào việc đạt được chính xác mục tiêu đó. Tư duy niềm đam mê không chỉ thiếu hiệu quả trong việc tạo nên công việc bạn yêu thích, mà trong nhiều trường hợp nó còn chủ động đi ngược lại mục đích này, đôi lúc với những hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Thì cả nhà thấy đó, giống như tác giả đã miêu tả là đối với những người giống như Thủy là lúc ban đầu mới ra trường nè, đâu có những cái đâu với những cái kiến thức
nền tảng cơ bản ở đại học, đâu có yêu cầu, đâu có mong mỏi tìm được một cái công việc mơ ước đâu. Tìm được việc gì làm việc đó thôi. May mắn thì một số người họ họ đã có những cái kinh nghiệm, kỹ năng hơn một chút, và họ tìm được một cái công việc họ yêu thích hơn. Chứ giống như lúc ra trường là Thủy chật vật tìm việc lắm, nên thành ra là Thủy sau một thời gian mà Thủy nhận biết là mình thiếu rất là nhiều kỹ năng. Kỹ năng phần mềm không có, là mình rất là ngại giao tiếp, mình không có biết nói chuyện nhiều, không biết thể hiện bản thân nhiều, để cho trong không có biết tỏa sáng ra để cho người ta muốn mình nhận mình vào làm việc. Nên thành ra là cứ việc đi phỏng vấn rất là nhiều, một tuần ngày nào cũng đi phỏng vấn, nhưng mà không có kết quả. Bởi vậy nên thành ra là mình phải có ở đây là cần phải tìm một cái công việc sau đó, rồi mình lành nghề hơn, rồi mình sẽ có nhiều cái kỹ năng hơn, để mình có nhiều cái sự lựa chọn hơn á, thì mình mới tìm được một công việc thật sự là đam mê với mình á. Đó là theo ý kiến cá nhân của Thủy là như vậy. Còn nếu nhà mình có những cái ý kiến gì đó thì cả nhà mình hãy bình luận cho Thủy biết nha. Rồi bây giờ là mình chúc tiếp tục, mình đi tiếp là phần từ sự can đảm cho đến tem phiếu lương thực. Hai bài viết được đăng cách nhau 2 ngày trên tờ New York Times vào mùa hè năm 2009, nhấn mạnh sự tương phản giữa tư duy niềm đam mê và tư duy thợ lành nghề. Bài báo đầu tiên nói về Lisa Fuhr. Thời điểm Lisa 38 tuổi, cô từ bỏ sự nghiệp trong ngành quảng cáo tiếp thị. Mệt mỏi với những áp lực nơi công sở, cô bắt đầu tự hỏi liệu đây có phải là sứ mệnh của mình hay không. Cô nói: "Tôi thấy chồng mình tự ra kinh doanh và tôi cảm thấy mình cũng có thể làm như vậy. Vì thế cô quyết định thử." Và The Times thuật lại rằng Fuhr đăng ký tham dự một lớp đào tạo yoga 200 giờ và cô dùng khoản tiền vay nhờ thế chấp căn nhà để trả khoản học phí $4,000. Và khi đã đạt được bằng chứng nhận, cô mở Karma Kids Yoga, một dạng yoga tập trung vào trẻ em và phụ nữ mang thai. "Tôi yêu công việc mình làm", cô nói với phóng viên khi lý giải cho những khó khăn đi kèm với việc khởi đầu công việc kinh doanh tự do. Tư duy niềm đam mê chống lưng cho quyết định của Fuhr. Và đối với những người chết mê, chết mệt, có chuyện hoang đường về tiếng gọi con tim, thì không gì dũng cảm hơn việc đánh đổi sự thoải mái để đi theo đam mê của mình. Ví dụ như Pamela Slim, một người tin vào tư tưởng niềm đam mê, tác giả quyển sách nổi tiếng Escape from Cubic Nation, thoát khỏi thế giới văn phòng. Slim mô tả trên trang web của cô đoạn hội thoại mẫu sau mà cô khẳng định là đã gặp rất nhiều lần. "Tôi, vậy bạn đã sẵn sàng hành động để tiến về mục tiêu của mình chưa?" "Họ, tôi biết tôi phải làm những gì, nhưng tôi không biết liệu tôi có thể làm được không. Tôi là ai mà có thể giả vờ như một người nghệ sĩ, huấn luyện viên, chuyên gia tư vấn, chuyên gia massage thành công chứ? Lỡ như mọi người nhìn vào trang web của tôi và cười không ngớt khi thấy tôi dám giới thiệu dịch vụ của mình thì sao? Và có lý do gì khiến cho mọi người muốn kết nối với tôi chứ?" Có nghĩa là hai bên đang đối đáp với nhau cả nhà. Người bên kia trả lời là: "Có lẽ đã đến lúc thêm xét nghị lực của anh rồi đây." Được truyền động lực từ những câu đối thoại này, Slim ra mắt một sản phẩm hội thảo qua điện thoại có tên là Rebuild Your Backbone, tạo dựng lại nghị lực của bạn. Mục tiêu của nó là thuyết phục mọi người trở nên giống như Lisa Fuhr bằng cách tìm thấy sự can đảm để theo đuổi ước mơ của mình. Miêu tả về khóa học, Slim sẽ trả lời các câu hỏi như: sao chúng ta lại mắc kẹt vào việc sống theo quan điểm thành công của người khác? Và làm thế nào có được lòng dũng cảm để thực hiện những điều to lớn trong cuộc đời này? Phí tham gia hội thảo là $47. Rebuild Your Backbone là một ví dụ của nền văn hóa dũng cảm. Hiện tại có một cộng đồng những tác giả và các nhà bình luận trên mạng ủng hộ ý tưởng sau. Trở ngại lớn nhất giữa bạn và công việc bạn yêu thích chính là thiếu lòng dũng cảm. Sự can đảm cần thiết để bước ra khỏi định nghĩa thành công của người khác và theo đuổi ước mơ của riêng mình. Đó là một ý kiến hoàn toàn có lý khi được chống lưng bởi một tư duy niềm đam mê. Nếu có một công việc hoàn hảo nào đó đang đợi chúng ta ở ngoài kia, cứ mỗi ngày chúng ta không theo đuổi niềm đam mê này là một ngày trôi qua phí phạm. Khi nhìn từ góc độ này, hành động của Fuhr có vẻ là can đảm và đáng lẽ phải làm từ lâu rồi.
Cô ấy có thể trở thành giảng viên khách mời cho một buổi hội thảo qua điện thoại của Pamela Slim. Nhưng ý tưởng này lại vỡ vụn khi nhìn dưới góc độ của thuyết vốn liếng sự nghiệp. Một góc nhìn khiến cho Karma Case Yoga đột nhiên trở thành một ván cược tồi. Nhược điểm của tư duy niềm đam mê nằm ở chỗ nó loại bỏ hết mọi thành quả. Và đối với những người ủng hộ niềm đam mê như Slim, việc dấn thân vào sự nghiệp tự do vốn mang đến quyền kiểm soát sự sáng tạo và tầm ảnh hưởng là rất dễ dàng. Nhưng điểm khởi đầu mới là nơi khiến ta vấp ngã. Thuyết vốn liếng sự nghiệp không đồng ý với quan điểm đó. Nó cho rằng công việc tuyệt vời không chỉ đòi hỏi sự can đảm, mãnh liệt mà còn phải có những kỹ năng có giá trị tuyệt vời và thực tế nữa. Khi Fuhrer bỏ sự nghiệp quảng cáo để mở lớp dạy yoga, cô không chỉ vứt bỏ đi số vốn liếng sự nghiệp tích cóp bao nhiêu năm qua trong ngành tiếp thị, mà cô còn chuyển sang một ngành không liên quan nơi cô gần như không hề có một số vốn nào. Và xét đến tính phổ biến của yoga, thì chương trình đào tạo một tháng đặt Fuhrer vào vị trí gần cuối trong hệ thống thứ bậc kỹ năng của những người thực hành yoga, khiến cô phải đi một quãng đường dài để trở nên giỏi đến mức không ai phớt lờ cô. Và chính vì thế, theo như thuyết vốn liếng sự nghiệp, cô có rất ít ưu thế và trong công việc hướng dẫn yoga. Vậy nên, mọi thứ khó mà suôn sẻ với Fuhrer, và thật không may đó chính xác là những gì đã diễn ra. Khi cơn khủng hoảng kinh tế xảy ra vào năm 2008, công việc kinh doanh của Fuhrer gặp khó khăn. Một trong những phòng tập thể dục nơi cô mở lớp dạy yoga đã đóng cửa. Sau đó, hai lớp yoga của cô ở một trường trung học phổ thông bị hủy. Và với tình hình kinh tế khó khăn, nhu cầu thuê giáo viên yoga dạy riêng cũng giảm bớt. Và vào năm 2009, khi được đăng trên tờ Time, cô cho biết chỉ kiếm được 15.000 đô la một năm. Và ở phần kết luận của bài báo, Fuhrer gửi cho phóng viên tin nhắn sau: "Tôi đang ngồi chờ ở phòng tem phiếu lương thực, ở dưới ký tên, gửi từ iPhone của tôi." Hai ngày sau bài báo nói về Lisa Fuhrer được đăng, tờ Time giới thiệu đến độc giả một chuyên gia marketing khác, Joe Duffy. Cũng như Fuhrer, Duffy làm trong lĩnh vực quảng cáo và bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với những áp lực nơi công sở. Anh nhớ lại, "Tôi đã mệt mỏi với ngành quảng cáo lắm rồi, tôi muốn đơn giản hóa cuộc sống và tập trung vào khía cạnh sáng tạo một lần nữa." Trước đây, Duffy được đào tạo làm nghệ sĩ và anh bước vào ngành quảng cáo với vai trò đồ họa kỹ thuật chỉ sau khi công việc vẽ tranh của anh khiến anh rơi vào cảnh khốn khó. Những người ủng hộ tư duy niềm đam mê có lẽ sẽ khuyến khích một người trong tình huống của Duffy nên rời bỏ ngành quảng cáo và quay lại với đam mê nghệ thuật sáng tạo của mình. Nhưng hóa ra Duffy lại là người theo trường phái tư duy thợ lành nghề. Thay vì trốn chạy khỏi áp lực trong công việc hiện tại, anh bắt đầu tích góp vốn liếng sự nghiệp cần thiết để tự đưa mình thoát khỏi nó. Chuyên môn của anh chuyển thiền thiết kế logo quốc tế và các biểu tượng nhãn hiệu. Khi khả năng của anh lớn dần lên và những lựa chọn của anh cũng nhiều hơn, cuối cùng anh được công ty quảng cáo Fallon Elliott tọa lạc ở Minneapolis nhận vào. Nơi đây, anh được phép điều hành chi nhánh riêng của mình trong công ty và đặt tên nó là Duffy Design. Nói cách khác, số vốn của anh đã mang lại cho anh nhiều sự tự chủ hơn. Và sau 20 năm làm việc tại Fallon Elliott, thiết kế logo cho các công ty lớn như Sony, Coca-Cola, Duffy một lần nữa lại đầu tư vào số vốn của mình để đổi lại nhiều sự tự chủ hơn. Lần này là bằng việc tự mở cửa hàng gồm 15 nhân viên, Duffy and Partner. Hành động này trái ngược hoàn toàn với Fuhrer. Duffy mở công ty riêng với vốn liếng sự nghiệp để ngay lập tức phát triển lớn mạnh. Anh là một trong những chuyên gia giỏi nhất thế giới về logo và có sẵn danh sách khách hàng xếp hàng chờ. Fuhrer mở công ty với chỉ vỏn vẹn 200 giờ đào tạo và lòng dũng cảm cao ngút. Chẳng có gì là quá lố khi dự đoán rằng trước thời điểm Duffy nghỉ hưu gần đây, anh yêu công việc mình làm. Và công việc của anh rất nhiều quyền kiểm soát, sự tôn trọng và tùy thuộc vào cách nhìn của bạn về tầm quan trọng của quảng cáo, nó cũng tạo ra tác động lớn lên thế giới. Tuy nhiên, đối với tôi, sự tương phản rõ rệt nhất với câu chuyện của Fuhrer nằm ở việc Duffy mua Duffy Trail, một khu nghỉ mát rộng 100 hectare trên bờ sông
Tortigatic của Walt Wisconsin, Duffy là một người đam mê trượt tuyết xuyên quốc gia và với 8 km đường trượt trong rừng có thể trượt được trong một khoảng thời gian từ tháng 11 đến tháng 3. Nơi nghỉ mát này trở nên hấp dẫn và khó cưỡng. Tờ New York Times cho biết, khu nghỉ mát có thể phục vụ chỗ ở thoải mái cho ít nhất 20 khách và trải dài ra ba khu vực nhà ở khác nhau. Nhưng vào những đêm hè nóng bức, chính những nhà chòi giữa mặt hồ rộng 160.000 mét vuông có cá vực bơi xung quanh chính là thứ hấp dẫn du khách. Duffy mua khối tài sản này lúc anh 45 tuổi và nói cách khác, không khác biệt lắm với số tuổi của Fuller khi cô rời bỏ ngành quảng cáo để theo đuổi công việc yoga. Hai con đường rẽ nhánh trong một khu rừng vàng. Một người lữ hành chọn con đường tính đến sự tinh thông, trong khi một người còn lại bị thu hút bởi ánh hào quang của sự đam mê. Người đầu tiên cuối cùng được tung hô và ngưỡng mộ trong ngành nghề của mình, được quyền kiểm soát cuộc sống bản thân và dành những ngày nghỉ cuối tuần với gia đình trong một khu nghỉ dưỡng. Kẻ còn lại đi đến kết cục tại quầy têm phiếu lương thực. So sánh này chưa hẳn là công bằng. Chúng ta không biết liệu Fever có thể mô phỏng được thành công của Duffy nếu cô vẫn còn ở lại ngành quảng cáo tiếp thị và dồn hết sức lực vào việc trở nên xuất chúng hay không. Nhưng nếu được dùng như một phép ẩn dụ, câu chuyện này rất hợp. Hình ảnh Fever đứng xếp hàng để nhận tem phiếu lương thực, trong khi Duffy ở độ tuổi tương đương trở về từ một chuyến du lịch nước ngoài thành công để dành thời gian nghỉ dưỡng và trượt tuyết tại Duffy Trail. Quả thật là một sự tương phản nổi bật. Nó làm bật lên cả yếu tố rủi ro và bất hợp lý của việc bắt đầu lại từ đầu, so với việc tận dụng ưu thế bằng cách tích lũy nhiều vốn liếng sự nghiệp hơn. Cả Fuller và Duffy đều gặp phải cùng một vấn đề trong công việc. Những vấn đề này xuất phát gần như cùng một thời điểm và cả hai đều có cùng mong muốn yêu thích công việc mình làm. Nhưng họ có hai hướng tiếp cận khác nhau để giải quyết vấn đề. Và cuối cùng, tư duy thợ lành nghề của Duffy rõ ràng đã thắng cuộc. Qua một cái mục là khi sự lành nghề thất bại. Không lâu sau khi bắt tay vào viết chương trình này, tôi nhận được một email từ John, một sinh viên mới tốt nghiệp và là một độc giả lâu năm trên trang blog của tôi. Cậu ấy băn khoăn về công việc tư vấn thuế của mình. Mặc dù cậu nhận thấy công việc đôi lúc thú vị, nhưng thời gian làm việc quá dài và yêu cầu công việc được mô tả dữ dội quá khiến cho cậu khó mà trở nên vượt trội, John phàn nàn. Bên cạnh việc không thích kiểu làm việc này, tôi còn bận tâm rằng công việc của mình không có ý nghĩa gì lớn lao và trên thực tế nó còn làm tổn thương những người dễ bị tổn thương nhất. Chương này đưa ra lập luận góc nhìn thiên về tư duy thợ lành nghề thay vì tư duy lấy niềm đam mê làm trọng. Và một trong những yếu tố khiến cho tư duy thợ lành nghề trở nên ly kỳ là vì những điều không thể biết trước đối với loại công việc bạn làm. Thuyết này nói rằng những đặc điểm định nghĩa một công việc tuyệt vời được mua bằng vốn liếng sự nghiệp. Chúng không đến từ sự tìm thấy một công việc phù hợp với niềm đam mê nội tại. Chính vì thế, bạn không cần phải lo lắng liệu mình đã tìm thấy sứ mệnh thật sự của mình hay chưa. Hầu hết các công việc đều có thể trở thành nền tảng cho một sự nghiệp hấp dẫn. John đã nghe nói đến lập luận này và gửi email cho tôi bởi vì cậu đang gặp khó khăn trong việc áp dụng nó vào cuộc sống với vai trò chuyên gia tư vấn thuế. Cậu ấy không thích công việc của mình và muốn tìm hiểu liệu, giống như một người thợ giỏi, cậu có nên tiếp tục chịu đựng và tập trung vào việc trở nên giỏi hơn hay không? Đây là một câu hỏi quan trọng và dưới đây là những gì tôi nói với John. Có lẽ cậu nên từ bỏ công việc của mình. Ngẫm lại, tôi thấy một điều rằng có một số công việc thích hợp cho việc áp dụng thuyết vốn liếng sự nghiệp hơn là một số công việc khác. Và để giúp đỡ John, cuối cùng tôi đã lập ra một danh sách 3 đặc điểm nhằm loại bỏ một công việc không giúp ta yêu thích những gì. Không, đà. 3 đặc điểm nha, nhằm loại bỏ một công việc không giúp ta yêu thích những gì ta làm. Ba yếu tố không thể áp dụng tư duy thợ lành nghề. Thứ nhất, công việc đó có rất ít cơ hội giúp bạn nổi bật giữa đám đông.
thông qua việc phát triển những kỹ năng liên quan hiếm hoi và quý giá. Thứ hai, công việc đó tập trung vào thứ mà bạn cho rằng là vô dụng hay có thể gây hại cho thế giới. Và thứ ba, công việc đó buộc bạn phải làm việc với những người bạn không ưa. Một công việc hội tụ bất kỳ sự kết hợp nào trong ba yếu tố trên đều có thể cản trở những nỗ lực xây dựng và đầu tư vốn liếng sự nghiệp của bạn. Nếu công việc thỏa mãn yếu tố đầu tiên, việc phát triển kỹ năng là không thể xảy ra. Và nếu nó thỏa mãn yếu tố thứ hai, thì mặc dù bạn có thể xây dựng vốn liếng sự nghiệp, bạn sẽ gặp khó khăn trong việc trụ đủ lâu để đạt được mục tiêu này. Và công việc của John đáp ứng cả hai yếu tố đầu, chính vì thế anh cần phải rời bỏ nó. Lấy một ví dụ khác, vào thời điểm viết quyển sách này, tôi đang là một nhà khoa học máy tính tại MIT, và tôi nhận được rất nhiều email từ những tay săn đầu người ở phố Wall. Họ đang tuyển người cho những công việc mang đến rất là nhiều cơ hội phát triển kỹ năng, và họ không ngại chuyện trả lương cho bạn bao nhiêu. Một tay săn đầu người viết cho tôi như sau: rất ít công ty tại phố Wall trả lương tốt hơn những công ty khác, và chỉ khoảng 3 hay 4 công ty mà thôi. Và công ty này chính là một trong số đó. Sau này, tôi nghe các bạn tôi bảo rằng lương khởi điểm của những công ty trên trong khoảng từ 2.000 đến 3.000 đô la. Nhưng đối với tôi, những công ty này thỏa mãn điều kiện thứ hai trong danh sách nêu trên. Chính nhận thức này giúp tôi tự động xóa đi những lời đề nghị khi chúng được gửi đến hòm thư của tôi. Tuy nhiên, một điểm cần lưu ý ở đây là những yếu tố này không liên quan gì đến việc liệu một công việc có phù hợp với niềm đam mê nội tại nào không. Chúng mang tính tổng quát hơn nhiều. Chính vì thế, làm việc đúng cách vẫn đánh bại việc tìm ra công việc phù hợp. Làm việc đúng cách nha. Và bây giờ, khi đã trình bày xong về tư duy thợ lành nghề và bổ sung danh sách ngoại lệ kể trên, đã đến lúc chúng ta tìm hiểu cách áp dụng tư duy này. Vậy thì hôm nay đó là kết thúc cái phần chương số 5 rồi. Nhà mình dừng ở đây và đó, cả nhà đã thấy được những cái ví dụ chứng minh về tư duy thợ lành nghề sẽ giúp cho chúng ta yêu thích được cái công việc và đam mê với công việc hơn. Và tuy nhiên nó cũng có gì, nó cũng sẽ có ngoại lệ. Và có 3 cái đặc điểm để nhận ra cái để có thể ngoại lệ mình không tiếp tục theo đuổi cái công việc đó nữa. Tại vì nó sẽ không giúp mình phát triển được cái gì cả. Rồi, hôm nay là kết thúc tại đây nha. Hôm nay phần đọc có hơi dài, nhưng mà mỗi ngày mình nên cố gắng đọc một chương sách đi để cho mình hiểu được cái vấn đề nó tổng quan, nó xuyên suốt hơn, chứ mình đọc hôm nay ngày mai mình lại quên nó. Nên thành ra là một ngày một chương. Thì là cố gắng một ngày một chương nha. Rồi, mời cả nhà một ly sức khỏe đây. Tới tay cả nhà mình nha.